Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng, Hiểu Hồ, Dominic, Đỗ Phong và Quốc Đồng. Chương 44. Tại Madala, trong nhà bà mẹ của Benjamin. Phép lạ vừa xảy ra vì các tông đồ còn đang nói về nó. Dân thành cũng đang bình luận, giơ tay chỉ ông thầy cho nhau khi người ra đi. Hẳn Thắng và Nghiêm Trang về vùng ngoại ô thành phố, về khu của những người nghèo. Người dừng lại gần một mái nhà nhỏ. Từ trong nhà, một thằng bé nhảy sổ ra, bà mẹ theo sau nó. Bà ơi, bà có thể cho tôi vào trong vườn của bà và nghỉ ở đó một lúc cho tới khi mặt trời bớt nóng không? Chúa ơi, xin vào, cả trong nhà bếp nữa nếu ngài muốn. Con sẽ mang lại cho ngài nước và cái gì để ngài dùng. Đừng nhọc công, thầy chỉ cần nghỉ trong cái vườn yên tĩnh này là đủ. Nhưng người đàn bà muốn dâng cho người nước pha với cái gì tôi không biết. Rồi sau đó bà quay quẩn trong vườn, tự như bà muốn nói, nhưng bà không dám. Bà săn sóc các đám rau, nhưng chỉ là giả vờ. Thật ra, bà săn sóc cho thầy, nhưng đứa nhỏ quấy rầy bà, nó la lớn. Mỗi lần nó bắt được một con bướm hay con côn trùng, điều đó làm bà không nghe được những gì Giê-xu nói. Bà không kiên nhẫn được nữa, và bà cho thằng bé một bạt tai, làm cho nó càng la to hơn. Giê-xu đang trả lời cho Giê-lốt vì ông hỏi người: thầy có tin là Maria cảm động không? Người đã trả lời: hơn là có vẻ. Người quay lại và gọi đứa bé. Nó quay lại để nín khóc trên đầu gối người. Người đàn bà kêu: Benjamin, lại đây, đừng làm phiền. Nhưng Giê-xu nói: Để kệ nó. Nó sẽ tử tế và để bà yên ổn. Rồi người nói với đứa nhỏ: đừng khóc, má đâu có làm gì con đâu. Má chỉ làm cho con vâng lời. Bà chỉ muốn làm cho con vâng lời. Tại sao con la lối khi bà muốn sự yên lặng? Có lẽ bà cảm thấy khó chịu và tiếng la của con làm phiền bà. Thằng bé rất sống động với sự ngay thẳng hồn nhiên của những đứa bé đã làm thất vọng cho người lớn. Liền nói: không, bà không khó chịu. Nhưng bà muốn nghe những gì thầy nói. Bà đã nói với con như vậy. Nhưng con muốn lại bên thầy. Con giả vờ làm ồn ào như vậy để thầy nhìn con. Mọi người đều cười, và người đàn bà liền đỏ mặt như mặt trời. Đừng đỏ mặt. Bà ơi, lại đây. Bà muốn nghe thầy à? Tại sao? Bởi vì thầy là đấng Messiah. Có lẽ chắc thầy là Đức Messiah. Với những phép lạ thầy đã làm, con rất sung sướng nghe thầy. Con không bao giờ ra khỏi Madala, vì con có một ông chồng khó tánh và 5 đứa nhỏ. Đứa nhỏ nhất được 4 tháng, và thầy không bao giờ tới đây. Thầy đã tới đây, trong nhà bà thấy đó. Vì vậy mà con muốn nghe thầy. Chồng bà đâu? Lạy Chúa, ở ngoài biển. Nếu ông ta không thả lưới thì cả nhà khỏi ăn. Con chỉ có cái vườn nhỏ này.
làm sao có thể đủ cho 7 người. Và lại, Gia Kê rất muốn mảnh vườn này. Hãy kiên nhẫn bà, mỗi người đều có thập giá của mình. Ồ không, các đàn bà mặt dày mặt dạn chỉ có sướng vui. Thầy đã thấy công việc của họ. Các mụ chơi đùa và làm khổ người khác. Các mụ không phải mệt để nuôi con và làm việc. Các mụ không phải phòng tay vì cày cuốc. Các mụ không phải chày da vì thuốc giật. Các mụ đẹp, tươi mát. Sự luận phạt của Eva không áp dụng cho các mụ. Đúng hơn, các mụ là sự luận phạt cho chúng con. Vì các ông... Thầy hiểu con. Thầy hiểu bà. Nhưng hãy biết rằng, họ cũng có thập giá của họ. Những thập giá thật đáng ngại, rất đáng ngại hơn. Những thập giá người ta không nhìn thấy. Thập giá vì sự kết án của lương tâm, sự khinh dễ của người đời, sự ruồng bỏ của máu mủ, sự nguyền rủa của Thiên Chúa. Họ không sung sướng đâu. Còn hãy tin điều đó. Họ không phải mệt vì sinh con và làm việc. Họ không bị thương tay chân bởi công việc. Nhưng họ cảm thấy nát lòng cùng với sự xấu hổ. Con tim họ chỉ là một vết thương. Đường nước ao dáng vẻ đẹp đẽ của họ, sự tươi mát của họ, vẻ bề ngoài thanh thản của họ, đó là cái màn phủ lên sự đổ nát đầy ân hận, làm cho họ không được bình an. Đừng thèm những giấc ngủ của họ. Con, bà mẹ ngay thẳng, mơ về các đứa con ngây thơ của con. Đối với họ, cái gối là cơn ác mộng. Và mai này, khi tới tuổi già hay cơn hấp hối, họ chỉ có hối hận và sợ hãi. Đúng vậy, con xin lỗi. Thầy cho phép con ở lại đây. Hãy ở lại. Chúng ta sẽ kể một dụ ngôn rất hay cho Benjamin, và những người không phải là con nít sẽ áp dụng vào chính họ và vào Maria Magdalena. Hãy nghe đây, các con ngờ vực việc Maria có thể trở nên tốt. Không một dấu hiệu nào nơi nàng chứng tỏ rằng nàng sẽ làm cái bước này. Dày dạn và bất cẩn, ý thức được hoàn toàn của nàng và uy thế của nàng, nàng đã dám thách đố mọi người và đi tới ngưỡng cửa của căn nhà mà người ta đang khóc vì nàng. Trước lời khiển trách của Phêrô, nàng trả lời bằng một tràng cười. Trước cái nhìn mời gọi của thầy, nàng cứng ra một cách kiêu căng. Có lẽ các con muốn rằng, vì tình yêu đối với Lazaro và vì tình yêu đối với chính thầy, thầy cần nói thẳng với nàng và nói lâu giờ để khuất phục nàng bằng sức mạnh của thầy, và cho nàng thấy quyền lực đấng Messia cứu thế của thầy. Không, không như vậy được. Thầy đã nói điều đó về một người tội lỗi khác từ nhiều tháng nay rồi. Các linh hồn phải tự ý làm. Thầy đi qua, thầy ném một hạt giống. Hạt giống sẽ làm việc cách âm thầm. Linh hồn phải được tôn trọng trong công việc của nó. Nếu hạt giống đầu tiên không ăn rễ được, ta sẽ gieo một hạt khác, rồi một hạt khác nữa. Ta chỉ từ bỏ khi có bằng cớ chắc chắn về sự vô ích của việc gieo hạt. Rồi cầu nguyện. Việc cầu nguyện giống như sương rơi trên đất. Nó giữ cho đất mát và sinh sản. Và hạt giống có thể nảy mầm. Con không làm như vậy đối với rau cỏ của con sao? Bây giờ hãy nghe dụ ngôn về công việc của Thiên Chúa trong các con tim để thiết lập nước người, bởi vì mỗi con tim là một nước nhỏ của Thiên Chúa trên trái đất. Rồi sau cái chết, tất cả các nước nhỏ này sẽ gộp lại thành một trong nước trời, nước không giới hạn, thánh thiện và vĩnh cửu. Nước của Thiên Chúa trong các tâm hồn được tạo ra bởi người gieo giống là Thiên Chúa. Người đến lãnh địa của người, con người thuộc về Thiên Chúa, và người gieo hạt giống của người. Rồi người đi tới một lãnh địa khác, tới với một tâm hồn khác. Ngày tiếp theo đêm và đêm theo sau ngày. Ban ngày có mặt trời, có mưa. Trong trường hợp này là tình yêu của Thiên Chúa, soi chiếu và sự khôn ngoan của người đổ tràn ra để nói với tâm hồn. Ban đêm có các vì sao,
và sự yên lặng nghỉ ngơi. Trong trường hợp này là sự nhắc nhở của ánh sáng Thiên Chúa và sự yên lặng giúp cho tâm hồn trầm mặc và chiêm ngắm. Hạt giống, trong những nối tiếp của các ảnh hưởng không nhận thấy được của các sức mạnh quan phòng này, sẽ trương nở, nứt ra, đâm rễ cắm vào đất và đẩy ra bên ngoài những chiếc lá nhỏ đầu tiên, và nó phát triển. Tất cả diễn tiến xảy ra không có sự giúp đỡ của con người. Đất làm nảy sinh tự nhiên cây cỏ từ hạt giống, rồi cây tự lực, nảy bông, rồi bông lớn lên, vươn thẳng, phình ra, cứng lại, trở nên vàng, chắc nịch, hoàn hảo trong việc tạo thành hạt. Khi nó chín, người gieo trở lại, đặt cái hái vào đó, vì đã tới lúc hoàn tất cho hạt giống, nó không thể phát triển hơn nữa, và đó là lúc tiếp nhận nó. Lời Thầy cũng làm việc như vậy trong các tâm hồn. Thầy nói các con tim nhận lấy các hạt giống, nhưng công việc thì chậm rãi, phải tránh tất cả những hư hỏng do sự can thiệp không phải lúc. Thật gay go chừng nào cho một hạt giống nhỏ phải mở ra và cắm cái rễ của nó vào trong đất. Với những con tim cứng cỏi và cục cằn man rợ, công việc này càng khó hơn nữa. Nó phải mở ra cho người ta lục lọi, phải tiếp nhận những thứ mới, phải khổ sở để nuôi nó, phải tỏ ra khác trước, vì nó phải được bao bọc bằng những điều khiêm tốn và hữu ích, và không còn có những khoa trương lôi cuốn vô ích của những phát triển dồi dào đã bao phủ nó trước kia. Nó phải bằng lòng làm việc cách khiêm tốn, không lôi kéo sự thán phục, để thực hiện một cách hữu ích những ý tưởng của Thiên Chúa. Nó phải huy động tất cả khả năng của nó để phát triển và sinh bông. Nó phải tiêu hao tình yêu để trở nên hạt, và sau khi đã toàn thắng sự kính trọng của loài người, một điều rất 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 vất vả. Sau khi đã mệt mỏi chịu đựng để thích nghi với chiếc áo mới của nó, đây, bây giờ nó phải lột trần để chịu một sự cắt tỉa kinh khủng, cho đi tất cả để có tất cả. Luôn luôn lột trần để được mặc lại ở trên trời chiếc áo của vị thánh. Đời sống của một người tội lỗi trở lại thành thánh là một cuộc chiến đấu lâu dài nhất, anh hùng nhất, vinh quang nhất. Thầy nói điều đó với các con. Các con hãy hiểu, bởi vì Thầy đã nói với các con là Thầy hành động đối với Maria như Thầy đã làm là rất chính đáng. Có phải Thầy đã hành động khác đối với con không, Matthew? Không, không, Chúa ơi. Vậy hãy nói sự thật cho Thầy. Sự kiên nhẫn của Thầy chinh phục con hơn, hay những quả trách chua chát của các Pharisêu? Chính sự kiên nhẫn của Thầy tới nỗi đây, bây giờ con ở đây. Các Pharisêu với sự khinh dễ của họ và sự tuyên cáo trục xuất của họ làm cho con càng khinh họ hơn, và vì khinh, con đã hành động xấu hơn như chưa bao giờ con làm vậy. Cho tới lúc đó, đã xảy ra như vậy, người ta trở nên cứng cựa hơn nếu trong tội lỗi. Người ta thấy bị xử như tội nhân. Nhưng nếu thay vì một lời lăng mạ, lại là một cái vuốt ve tới, khi đó người ta sửng sốt, rồi người ta khóc. Và khi người ta khóc, nền tảng của tội lỗi bị lung lay và sụp đổ. Người ta trở nên trần trụi trước lòng tốt, và người ta hết lòng năn nỉ nó, mặc lại cho người ta bằng chính nó. Con đã nói rất hay. Benjamin, câu chuyện làm con vừa ý không? Có. Hoan hô. Còn má? Má đâu rồi? Jacobe Anfrey trả lời. Bà ta ra ngoài vào đoạn cuối của dụ ngôn, chạy vắt giò lên cổ vào đường này. Có lẽ bà ra biển để coi xe chồng bà đã về chưa? Thomas nói. Không, bà tới nhà má già của bà để đón các em con. Bà đã dẫn chúng tới đó để có thể làm việc. Đứa trẻ nói, trong khi nó tì một cách tinh cẩn lên đầu gối Giê-xu. Và mày ở lại đây à, ông trẻ? Mày phải là con rắn lục thật đẹp nếu mày ở lại một mình. Bartolomeo nhận xét. Tôi là đứa lớn nhất, và tôi giúp bà.
để chiếm đức thiên đàng. Kết bà tội nghiệp. Mày mấy tuổi rồi? Phêrô hỏi. Trong 3 năm nữa, tôi sẽ là con trai của lệ luật. Thằng bé nói cách hãnh diện. Mày biết đọc không? Tha Đê hỏi. Có, nhưng tôi học từ từ. Bởi vì thầy giáo đặt tôi ra bên ngoài cửa hầu như mỗi ngày. Tôi đã nói mà. Bartolomeo nói. Nhưng tôi hành động như vậy bởi vì ông thầy giáo già và xấu. Và ông ta luôn luôn nói cùng một thứ, làm tôi buồn ngủ. Nếu ông ta giống như ông này, và nó chỉ vào Giê-xu, tôi sẽ chú ý nghe. Ông có đánh những đứa ngủ và giỡn không? Ông chẳng đánh ai cả. Nhưng ông nói với học trò của ông rằng, hãy chú ý nghe, vì điều tốt cho các con và vì tình yêu đối với thầy. Giê-xu trả lời, phải, như vậy đó, vì tình yêu, không vì sợ. Nếu con trở nên tốt, thầy giáo sẽ yêu con. Ông chỉ yêu những người tốt thôi sao? Vừa lúc nãy ông nói rằng, ông kiên nhẫn với người không tốt. Lý luận của đứa trẻ rất chặt chẽ. Ông tốt với mọi người, nhưng ông yêu nhiều những ai trở nên tốt. Và với họ, ông rất, rất, rất tốt. Đứa trẻ suy nghĩ, rồi nó ngẩng đầu lên và hỏi Matthew. Ông đã làm thế nào để trở nên tốt? Tao yêu người. Đứa trẻ lại suy nghĩ, rồi nó nhìn 12 ông và nói với Giê-xu. Họ có tốt cả không? Họ? Chắc chắn họ tốt. Ông có chắc không? Thỉnh thoảng, con rất khôn ngoan, nhưng là những lúc con muốn làm những điều ngu xuẩn thật lớn. Mọi người đều cười ầm ĩ. Nó cũng cười. Cái thằng bé có hứng nói thật. Giê-xu cũng cười, ôm ghì nó trên trái tim người và cho nó một cái hôn. Từ lúc này, đứa trẻ cảm thấy dễ chịu với mọi người. Nó muốn giỡn và nói, bây giờ tôi sẽ nói ai là người tốt. Và nó bắt đầu chọn. Nó quan sát tất cả và đi thẳng lại với Gioan và Angie, những người ở ngay bên cạnh, và nó nói, ông và ông, lại đây. Rồi nó chọn 2 ông, Jacobe, và dắt họ lại với 2 ông đầu. Rồi nó lấy Thaddee. Nó đứng rất trầm ngâm trước Zelot và Bartolomeo, rồi nói, các ông già, nhưng các ông tốt. Và nó để họp với những người trước. Nó cúi xét Phêrô, người chịu cuộc thanh tra với những cái liếc mắt khôi hài, và nó thấy ông tốt. Matthew cũng được vượt qua, Philip cũng vậy. Với Tôma, nó nói, ông cười nhiều quá. Tôi nghiêm chỉnh. Ông không biết sao? Thầy giáo của tôi nói rằng, ai cười hoài thì sẽ thi rớt. Nhưng kết cục, Tôma cũng được đậu với điểm 6, nhưng ông được nhận cho đậu. Rồi thằng bé trở lại với Giê-xu. Này thằng bé, còn tao nữa. Tao đâu phải một cái cây. Tao trẻ và đẹp. Tại sao mày không cứu xét tao? Bởi vì tôi không thích ông. Má tôi nói rằng, khi có cái gì ta không thích, thì ta đừng động tới. Ta để yên nó trên bàn để người khác lấy, để cho ai thích nó. Và má nói, nếu ai cho cái gì mà ta không thích, thì đừng nói, tôi không thích cái này. Nhưng ta nói, cảm ơn, tôi không đói. Tôi không đói ông. Nhưng thế nào? Nhìn đây, nếu mày nói với tao rằng tao tốt, tao sẽ cho mày đồng bạc này. Tôi sẽ làm gì với nó? Người ta có thể mua được cái gì với một lời nói dối? Má tôi nói rằng, những đồng tiền kiếm được bằng cách lừa gạt sẽ trở nên cộng. Một lần, với cái giá của một lời nói dối, tôi đã làm bà nội phải cho tôi 1 đồng bạc để tôi mua một cái bánh tráng nước mật.
Nhưng ban đêm, đồng bạc biến thành rơm. Tôi đã để nó trong một cái lỗ dưới cửa, để ban sáng tôi lấy. Nhưng tôi đã tìm thấy ở đó một cọng rơm. Nhưng tại sao mày không thấy là tao tốt? Tao có cái gì? Bàn chân nứt nẻ à? Hay tao xấu? Không, nhưng ông làm tôi sợ. Nhưng tại sao? Iscariot lại gần đứa bé và hỏi nó. Tôi không biết. Hãy để tôi yên. Đừng động đến tôi. Nếu không, tôi sẽ cào ông. Còn nhím ghê chừng nào. Nó điên rồi. Judah cười gượng. Tôi không điên, nhưng chính ông là người độc ác. Và nó nép vào ngực Giê-xu, người vuốt ve nó và không nói gì. Các tông đồ trao đổi với nhau những câu đùa giỡn về sự tình cờ không được rực rỡ cho Judah. Trong lúc đó, người đàn bà trở lại với khoảng hơn 10 người, rồi có thêm người nữa, và đó lại một ít người nữa, và còn những người khác nữa. Họ lên tới khoảng 50 người, toàn là người nghèo. Thầy sẽ nói với họ, ít nhất là một lát. Bà này là má chồng của con, và đây là các con. Ông này là chồng con. Lạy Chúa, xin một lời. Người đàn bà nói giọng năn nỉ. Để cảm ơn bà đã cho thầy trú. Phải, thầy sắp nói. Người đàn bà đi vào trong nhà vì đứa bé của bà đòi mẹ. Rồi bà ngồi trên ngưỡng cửa để cho nó bú. Hãy nghe đây, thầy có trên đầu gối thầy đây một bé trai, nó đã nói rất khôn ngoan. Nó đã nói tất cả những thứ người ta có được do sự lừa đảo sẽ trở nên rơm rác. Má nó đã dạy cho nó chân lý này. Đó không phải là chuyện ngụ ngôn, đó là một chân lý đời đời. Cái người ta làm không thật thà sẽ không bao giờ thành công. Quả vậy, sự dối trá trong lời nói, trong hành động, trong tôn giáo luôn luôn là dấu hiệu của một giao ước với Satan, ông thầy của sự dối trá. Đừng tin rằng những việc cho phép ta chiếm được nước trời là những việc om sòm huyên náo, nhưng là những việc thông thường, công cộng, nhưng làm với mục đích siêu nhiên của tình yêu. Tình yêu là hạt giống của cái cây nảy sinh trong các con. Nó phát triển và vươn lên tới trời, và chính dưới bóng của nó, tất cả các nhân đức khác nảy sinh. Thầy so sánh nó với một hạt cải bé tí. Nó bé chừng nào? Một trong những loại hạt nhỏ nhất mà người ta gieo. Nhưng hãy nhìn, khi cây phát triển, nó trở nên mạnh chừng nào với những chồi nảy thật đầy. Và nó cho biết bao trái. Không phải 100%, mà là 100 từ 1. Hạt giống nhỏ nhất nhưng hoạt động nhất. Và các con được lợi biết bao. Cũng giống vậy với tình yêu. Nếu các con gói kín trong lòng các con một hạt giống tình yêu với Thiên Chúa rất thánh và với đồng loại của các con, và nếu mọi hành động của các con đều được kích thích bởi tình yêu, các con sẽ không bỏ qua một luật lệ nào trong thập giới. Các con sẽ không nói dối Thiên Chúa bởi một tôn giáo giả tạo, có thi hành nhưng không có tinh thần. Các con sẽ không nói dối tha nhân bằng lối sống như những đứa trẻ vô ơn, những vợ chồng gian dâm hay cả đến quá đòi hỏi, hoặc như những thương gia không thật thà, những kẻ dối trá trong mọi liên lạc, những kẻ hung dữ mà các con gớm ghét. Hãy coi, vào giờ nóng bức này, biết bao con chim trú ẩn trong các chòm lá của khu vườn này. Chỉ một thời gian ngắn nữa, các cây cải này, bây giờ còn nhỏ, sẽ thực sự là cây giàn cho chúng đậu. Tất cả các con chim sẽ đến nơi trú ẩn của các cây rậm rạp và hiếu khách này. Các con chim non sẽ học bay cách an toàn giữa các tầng lá như các bậc thang để bay lên và như các lưới trăng cho khỏi bị rớt. Tình yêu cũng giống vậy, nó là cái nền tảng của nước Thiên Chúa. Hãy yêu và người ta sẽ yêu các con. Hãy yêu và các con sẽ biết tương hợp. Hãy yêu và các con sẽ không tàn nhẫn để đòi hỏi quá mức được phép nơi những người phục tùng các con. Hãy có tình yêu và lòng chân thành,
để được sự bình an và vinh quang trên trời. Nếu không thì như Benjamin đã nói, tất cả các hành vi của các con được hoàn thành do nói dối với tình yêu và sự thật, sẽ biến thành rơm cho cái giường hỏa ngục của các con. Thầy không nói với các con điều gì khác, thầy chỉ bảo các con hãy luôn luôn hiện diện trong tâm hồn các con cái luật lớn lao của tình yêu và hãy trung thành với Thiên Chúa là chân lý và với sự thật trong mọi lời nói, hành động, tâm tình, vì sự thật là con của Thiên Chúa. Về phần các con, hãy có một công việc liên tục để nên hoàn thiện, giống như hạt giống phát triển tới tột điểm của nó. Một công việc lặng lẽ, khiêm tốn, kiên trì. Hãy chắc chắn rằng Thiên Chúa thấy sự phấn đấu của các con và sẽ thưởng cho các con nhiều vì một hành vi ích kỷ mà các con đã thắng, một lời nói xấu mà các con cầm giữ lại, một đòi hỏi mà đáng lẽ các con chỉ không đòi khi các con có thể dùng nó để giết kẻ thù. Các con sẽ là những người chiếm hữu nước trời nếu các con sống ngay chính, tự xây dựng bằng những thực hành bé nhỏ mỗi ngày với lòng tốt, sự tiết độ, sự kiên nhẫn, bằng lòng với những gì mình có, với sự tương thân tương ái, với tình yêu, tình yêu, tình yêu. Hãy tốt, sống bình an với nhau, đừng gièm pha, đừng xét đoán. Như vậy Thiên Chúa sẽ ở với các con. Thầy cho các con sự bình an của Thầy như sự chúc phúc và sự cảm ơn vì lòng tin các con đã có nơi Thầy. Rồi Giê-xu quay về người đàn bà và nói: Xin Thiên Chúa chúc lành cho con cách đặc biệt, vì con là người vợ và người mẹ thánh. Hãy kiên trì trong nhân đức. Chào Benjamin, hãy luôn luôn là người yêu sự thật và hãy vâng lời má con. Phúc lành cho con, cho các em con và cho bà mẹ. Một người đàn ông tiến lại, ông ta băn khoăn và ấp úng. Nhưng tôi cảm động điều thầy nói về vợ tôi. Tôi không biết. Có lẽ ông không có mắt và sự thông minh. Có chứ. Tại sao ông không dùng nó? Ông muốn thầy mở nó ra. Thầy đã mở nó ra rồi, lạy Chúa. Nhưng tôi yêu bà lắm, thầy biết. Nhưng chỉ vì người ta quen thói và người ta tin mình được đòi hỏi quá mức. Bởi vì người kia tốt hơn chúng ta. Đừng làm vậy nữa. Ông luôn luôn nguy hiểm với cái nghề của ông. Đừng sợ những cơn gió lốc nếu Thiên Chúa ở với ông. Nhưng nếu đó là người bất chính thì rất đáng sợ. Ông hiểu không? Còn hơn là thầy nói. Nhưng con sẽ tìm cách vâng lời thầy. Con không biết. Và ông nhìn vợ ông tựa như ông thấy bà lần đầu tiên. Giê-xu chúc lành và đi ra trên con đường nhỏ. Người tiếp tục con đường của người về miền quê. Xa ở mắt mình đâu,
Người nào thêm nhường cay trong vào Chúa, mọi điều tốt lành Ngài luôn rộng ban. Bữa nay lớn lao chừng nào, con làm việc theo thùa như cha đã biết, và con nghe nhạc với những người trong gia đình. Như vậy, con giải khuây với những thứ quen thuộc. Thì đây, bất thần thị kiến đến làm con thu tâm, và cho con một khuôn mặt khác. Mà may thay, chỉ có mình Paula hiểu. Con ở trong niềm vui này suốt buổi chiều, cho tới khi con lên cơn suy yếu thường lệ. Nó xảy đến sớm hơn mọi khi, bởi vì khi con có những thị kiến này, các sức mạnh của thân xác con, nhất là về tim, bộc lộ một sự phân tán mạnh mẽ làm con hết đau, vì được đền bù bằng niềm vui thiêng liêng lớn lao. Bây giờ, mọi người đều ngủ, con loan báo cho cha niềm vui của con. Con đã thấy tin mừng của lễ hôm nay. Cha lưu ý rằng, sáng nay, khi đọc nó, con đã tự nhủ. Đây là thời kỳ về tin mừng, mà con sẽ không bao giờ thấy, vì con đã quá ít sẵn sàng để thấy một thị kiến. Nhưng vào lúc mà con ít nghĩ tới nhất, thì nó đã đến và đổ tràn niềm vui cho con. Đây là điều con thấy. Một chiếc thuyền buồm không lớn quá độ, nhưng không nhỏ. Đó là chiếc thuyền đánh cá. Trên đó 5-6 người có thể di chuyển cách thoải mái. Nó đang rẽ sóng trên mặt nước hồ xanh đậm.
Giê-xu ngủ ở đầu thuyền, phía tay lái, người mặc đồ trắng như thường lệ, người gối đầu trên cánh tay trái, bên dưới đầu và tay. Người để áo khoác xanh xám của người đã được gấp gọn. Người ngồi chứ không nằm, trên bục thuyền và tựa đầu vào cái bẩn ở chỗ tận cùng đầu tay lái. Tôi không biết tên mà các người đi biển gọi cái chỗ này. Người ngủ yên hàn, người mệt, người bình an. Phêrô giữ tay lái, Andre lo săn sóc buồm, Gioan và hai người nữa. Tôi không biết họ là ai. Xếp lại thứ tự các dây thừng và các lưới ở đáy thuyền. Tựa như họ sửa soạn để đánh cá. Có lẽ về đêm tới, tôi thấy ngày đã xế, mặt trời đang lặn ở phía tây. Tất cả mọi người đều xắn tay áo lên, để thoải mái tự do trong các cử động của họ, và để đi từ chỗ nọ tới chỗ kia trong thuyền. Khi bước qua các mái chèo, các ghế, các rổ, thúng và lưới, mà không bị vướng vít với y phục của họ, tất cả đều đã cởi áo khoác ra. Tôi thấy bầu trời tối, mặt trời khuất sau các đám mây, cơn giông có thể tới bất ngờ, từ sau đỉnh một ngọn đồi. Gió đẩy họ lẹ làm ra giữa hồ. Gió lúc này ở trên cao, và mặt hồ còn yên lặng. Chỉ có điều, nó có màu tối hơn, và xếp ly trên mặt nước. Đây chưa phải là những con sóng, nhưng nước đã bắt đầu dao động. Phêrô và Anphê quan sát bầu trời và mặt hồ, và họ sẵn sàng cắt lèo lái để vào bờ. Nhưng gió bạt xuống mặt hồ, và trong vài phút tất cả đều như sôi lên và sủi bọt. Các con sóng đập vào nhau và vào thuyền, nâng nó lên, hạ nó xuống, quay nó theo mọi ngả, ngăn cản cắt lèo lái của tay bánh lái. Và vì gió làm ngăn trở cánh buồm nên họ phải cuộn nó lại. Giê-xu ngủ, các bước chân, các tiếng nói kích động của các đồ đệ, cũng như tiếng gió rít và tiếng sóng đập vào mạn thuyền, không gì làm cho người tỉnh dậy. Tóc người bay theo gió, và nó nhận một ít bụi nước. Nhưng người vẫn ngủ. Gioan đi từ mũi thuyền tới tay lái. Ông kéo chiếc áo khoác của ông ở bên dưới chiếc bừng nhỏ, và đắp cho người với một tình yêu tế nhị. Sóng gió càng lúc càng trở nên dữ dội, nước hồ đen như mực, lục xuống bời bọt sóng. Chiếc thuyền bị nuốt chừng dưới sóng và bị đẩy ra khơi bởi gió. Các tông đồ vất vả để tắt nước mà sóng tạt vào thuyền. Nhưng việc đó cũng như vô ích. Bây giờ các ông bị bõm trong nước đã lên tới nửa ống chân, và con thuyền không ngừng thêm nặng. Phêrô hết bình tĩnh và kiên nhẫn nổi nữa. Ông giao cần lái cho em ông, rồi ông đi lảo đảo về phía Giê-xu, và ông lắc người rất mạnh. Giê-xu thức dậy và ngẩng đầu lên. Thầy ơi, cứu chúng con chết mất. Ông la với người, vì phải la lớn mới nghe thấy. Giê-xu nhìn người môn đệ đăm đăm, người nhìn các người khác, rồi người nhìn cái hồ. Con tin rằng thầy có thể cứu các con. Lẹt lên thầy! Phêrô kêu, trong khi thực sự một trái núi nước đang từ giữa hồ tiến lẹ về phía con thuyền tội nghiệp. Ta nói đó là một cây nước, vì nó cao dễ sợ. Các môn đệ nhìn thấy nó liền quỳ gối, bám vào nơi nào đó, như họ có thể tin rằng đây là tận cùng. Giê-xu trỗi dậy, đứng trên tấm bục ở mũi thuyền, bóng dáng trắng của người
nổi bật trên bão tố xanh mét. Người giơ tay về phía sóng và nói với gió: ngừng lại và im đi. Và nói với nước: yên tĩnh lại, ta muốn vậy. Khi đó, ngọn sóng vĩ đại liền tan ra thành bọt và sụp xuống, không gây một tổn hại nào. Một tiếng gào cuối cùng tắt đi trong âm thanh thì thầm, tự như tiếng gió rít biến thành hơi thở hắt ra. Và bên trên hồ bình an, bầu trời trong sáng trở lại, và trong con tim các môn đệ, đức tin và lòng trông cậy trở về. Sự oai phong của Giê-xu tôi không thể nào tả được, phải nhìn thấy để hiểu. Tôi thưởng thức nó trong tâm hồn tôi, vì nó luôn luôn hiện diện cho tôi, và tôi lại thấy giấc ngủ của Giê-xu in hàn chừng nào, và thế lực của người trên sóng gió mạnh mẽ chừng nào. Chương 46. Những bất hạnh giúp các con thấy sự hư vô của các con. Sau đó, Chúa Giê-xu nói: Cha không giải thích tin mừng cho con theo nghĩa mà mọi người giải thích. Cha sẽ soi sáng cho con về những điều xảy ra trước bài tường thuật này của tin mừng. Tại sao cha ngủ? Có phải cha không biết rằng cơn bão sắp xảy ra không? Cha biết chứ, chỉ mình cha biết. Vậy tại sao cha ngủ? Maria ơi, các tông đồ là những con người sinh hoạt với thiện chí nhưng vẫn là con người. Con người thì luôn luôn tin mình có khả năng cho tất cả. Khi thực tế họ có khả năng được việc gì, họ đầy tự mãn và dính chặt vào cái biết làm của họ. Phêrô, Andrê, Giacôbê, Gioan là những dân trai giỏi. Vì thế họ tin rằng không có ai hơn họ trong vấn đề điều khiển tàu thuyền. Cha đối với họ, cha là vị đại rabbi, nhưng là số không về thủy thủ. Vì vậy, họ cho là cha không có khả năng giúp họ. Và khi họ lên thuyền để băng qua biển Galilea, họ xin cha ngồi yên, vì cha không có khả năng làm những việc khác. Trong tình cảm của họ cũng còn có chuyện khác nữa, tức là họ không muốn làm cho cha mệt về thể xác, nhưng sự dính bén vào cái biết làm của họ mạnh hơn tình cảm. Maria, cha chỉ áp đặt trong vài trường hợp đặc biệt thôi, còn thường cha để cho các con tự do và cha chờ đợi. Bữa đó cha mệt và họ xin cha nghỉ ngơi, tức là để họ làm, vì họ rất có khả năng. Vậy nên cha ngủ. Trong giấc ngủ của cha có pha lẫn sự nhận biết này: con người là con người. Họ muốn tự mình hành động, không cần kể đến là Thiên Chúa chỉ xin được giúp họ. Trong cái điếc thiêng liêng này, trong cái mù thiêng liêng này, cha thấy hết mọi thứ điếc và mù thiêng liêng mà trong bao thế kỷ và trong bao thế kỷ đã đưa người ta tới chỗ hư mất vì đã muốn tự mình hành động, trong khi cha nghiêng xuống trên những nhu cầu của họ và chờ họ gọi cha tới giúp. Khi Phêrô kêu cứu chúng con, sự cay đắng của cha rơi xuống như hòn sỏi khi người ta buông tay. Cha không phải là người, cha là người Thiên Chúa. Cha không hành động như các con hành động đâu. Các con, khi ai đã từ chối lời khuyên hay sự giúp đỡ của các con và các con thấy họ ở trong sự khó khăn trở ngại, nếu các con không đủ ác tâm để vui mừng, các con cũng đủ xấu để khinh rẻ, dừng dưng để nhìn họ và không lay chuyển trước tiếng kêu cứu của họ. Bằng thái độ của các con làm cho họ hiểu rằng khi tao muốn giúp mày, mày đã không muốn, bây giờ thì hãy tự xoay sở lấy đi. Nhưng cha là Giê-xu, cha là đấng cứu chữa và cha cứu chữa Maria. Cha luôn luôn cứu chữa ngay khi người ta gọi cha. Những kẻ tội nghiệp sẽ có thể bác bẻ: vậy tại sao Chúa cho phép bão tố?
biệt lập hay tổng quát nổi lên. Nếu bằng sức mạnh của cha, cha phá hủy sự giữ, dù là cái gì cũng vậy, các con sẽ đi tới chỗ tin rằng mình là tác giả của điều tốt, mà trong thực tế đó là một ơn của cha. Và các con sẽ không bao giờ nhớ tới cha nữa, không bao giờ nữa. Các con cái khốn khổ, các con cần sự đau khổ để nhắc cho các con rằng các con có một người cha. Giống như đứa con phung phá, nó chỉ nhớ nó có một người cha khi nó bị đói. Các nỗi bất hạnh giúp cho các con thấy sự hư vô của các con, sự vô lý của các con, nguyên nhân của biết bao sai lầm, và sự độc ác của các con, nguyên nhân của biết bao tan tóc và đau thương. Các lỗi lầm của các con, nguyên nhân của những trừng phạt mà người ta làm cho chính mình. Và sự hiện hữu của cha, sức mạnh của cha, lòng nhân từ của cha. Đó là điều tin mừng hôm nay nói với các con. Tin mừng của các con trong thời hiện tại. Hỡi các con cái tội nghiệp, hãy gọi cha. Giê-xu chỉ ngủ bởi vì người lo ngại phải nhìn thấy các con không có tình yêu đối với người. Hãy gọi cha và cha sẽ tới. Chương 47. Các người Gê-ra-sa bị quỷ ám. Sau khi đã băng qua hồ, từ hướng Tây Bắc về phía Đông Nam, Giê-xu truyền cho Phê-rô lên bờ tại Y-pô. Phê-rô vâng lời không bàn luận. Ông cho thuyền xuôi tới cửa một con sông nhỏ, mà mưa xuân và cơn bão vừa qua đã làm tràn đầy, và chạy ồn ào khi nó đổ ra hồ, qua một cái họng hẹp đầy đá, giống như tất cả bờ hồ tại điểm này. Các đứa con trai gác thuyền, mỗi thuyền có một đứa, được lệnh chờ cho tới chiều để trở về Capernaum. Hãy nín lặng như con cá nếu người ta hỏi chúng mày, Phêrô khuyên. Nếu có ai hỏi chúng mày, ông thầy ở đâu, hãy trả lời cách bảo đảm rằng tôi không biết. Cũng nói như vậy, nếu người ta muốn biết người đi về hướng nào, đó là sự thật vì chúng mày không biết. Họ chia tay, và Giê-xu leo lên một lối đi dốc, hầu như thẳng đứng trên núi đá. Các tông đồ theo người trên con đường khó khăn này cho tới đỉnh núi, nơi nó san ra như một cao nguyên, trồng đầy những cây sồi. Ở đó, người ta chăn rất nhiều heo. Những con vật ghê tởm, chúng ngăn cản chúng ta qua. Bartolomeo kêu. Không, chúng đâu có ngăn cản ta qua. Có đủ chỗ cho hết mọi người. Giê-xu trả lời bình tĩnh. Các người chăn heo, khi thấy các người Israel liền tìm cách lùa đàn heo tới bên dưới các cây sồi để cho chống đường. Và các tông đồ đi qua, vừa đi vừa làm hàng ngàn thứ nhăn mặt cau mày giữa các đống phân để lại cho các con vật béo, và chúng còn làm chây chét ra khi chúng lấy mõm chùi đất. Giê-xu đi qua, không bày những chuyện đó. Người nói với các người chăn heo. Xin Thiên Chúa thưởng công cho các anh vì sự tử tế của các anh. Các người chăn bầy là những người nghèo, chỉ hơi bớt dơ hơn các con heo của họ một tí. Nhưng bù lại, họ vô cùng gầy gò hơn. Họ ngạc nhiên nhìn người, rồi nói với nhau. Một đứa nói, không phải là một người Israel sao? Những đứa khác trả lời, chứ mày không thấy những tua rua nơi y phục của ông ta sao? Đoàn giảng đạo tụ họp lại. Bây giờ, họ có thể đi túm lại vì con đường đủ rộng. Phong cảnh ở đây thật đẹp, cao hơn mặt nước hồ chừng vài chục mét. Nhưng, nó cho phép nhìn thấy tất cả tấm gương nước
với các thành phố rải rác trên bờ hồ. Tiberias là một huy hoàng với những kiến trúc tuyệt đẹp, hay ở đối diện nơi các tông đồ đang ở. Ở đây, ngay ở dưới chân núi đá huyền vũ, bãi cạn hẹp hiện ra như một chiếc gối xanh lục, trong khi ở bờ phía bên kia, từ thành phố Tiberias tới cửa sông Jordan là một đồng bằng lớn mà nước sông đã ấn động thành bãi lầy. Ở đây, dòng sông như trì trệ để lấy đà đổ vào hồ, rồi giảm tốc trong chiếc hồ an tĩnh. Đồng bằng này đầy tràn đủ thứ cây và bụi rậm đặc biệt của nơi bùn lầy. Người ta thấy ở đây đủ loại chim săn mồi dưới nước với màu sắc sặc sỡ, tự như chúng được phủ bằng những châu báu. Ta thấy nơi này như một cái vườn, các con chim bay ra từ các bụi cỏ hay bãi sậy, lượn trên mặt hồ, nhào xuống để chụp một con cá, rồi trở lên với vẻ tuyệt vời hơn, do nước làm sống động hơn các màu lông của nó, rồi trở về đồng bằng đầy hoa, nơi gió vui chơi trò đu đưa các màu sắc. Bên này, trái lại, toàn là rừng sồi cổ thụ, dưới tàn lá của chúng, cỏ lá mềm mại một màu ngọc bích. Bên ngoài dãy rừng này, sau một thung lũng, núi lại lên cao, làm thành một cái gò đá dốc. Trên đó các căn nhà được xây bám vào nền đá. Tôi tin là núi đá và các kiến trúc chỉ là một, tạo ra như các hang động để cư trú, pha lẫn kiểu thành phố hang động với thành phố thường. Đặc biệt của thành phố này là nhiều mức mặt bằng. Bởi đó, mái của căn nhà ở bên dưới ngang với lối vào tầng trệt của căn nhà ở bên trên. Trên những phía núi dốc thẳng hơn, thẳng tới nỗi bị cấm hết mọi loại xây cất, có những hang động, những lỗ, những hầm sâu và những đường mòn xuống dốc rất nhanh về phía thung lũng. Vào mùa mưa, chắc chắn những đường mòn này trở thành biết bao con suối nhỏ kỳ dị. Các tảng đá đủ loại bị nước kéo vào trong thung lũng, tạo ra những bậc thang hỗn độn. Tại hòn núi quá dốc, quá hoang dã, giống như một tên cường hào ác bá gù và hỗn láo, muốn người ta tôn trọng nó với bất cứ giá nào. Có phải đây là Gamala không? Zelot hỏi. Đúng, Gamala đây. Không biết hả? Giê-xu nói. Con ở đây để trốn tránh một đêm, đã từ lâu lắm rồi. Rồi sau đó bị cùi, con không ra khỏi các mồ mả nữa. Người ta đã theo dõi anh tới tận đây cơ à? Phêrô hỏi. Tôi đến từ xứ Syria, nơi tôi tìm chỗ trú, nhưng họ khám phá ra tôi, và chỉ có trốn tới những vùng đất này mới mong khỏi bị bắt. Sau đó, tôi di chuyển từ từ, luôn luôn bị đe dọa, tới tận sa mạc Tegua, và từ đó, bây giờ đã bị cùi. Tôi tới thung lũng các người chết. Bệnh cùi đã cứu tôi khỏi tay các kẻ thù của tôi. Những người này, họ là nhân ngoại phải không? Icariot hỏi. Hầu như tất cả. Có vài người Hy Bá buôn lậu, pha trộn giữa những người tin và những người không tin gì cả. Nhưng họ không xử tệ với tôi là người chạy trốn. Một miền trộm cướp, các hẻm núi hẻo lánh chừng nào. Nhiều người kêu lên. Đúng, nhưng hãy tin đi, ở bờ phía bên kia họ còn trộm cướp hơn. Cho An nói, ông vẫn còn xúc động về vụ ông tầy già bị bắt. Ở bờ phía bên kia có những tên trộm cướp ngay giữa những kẻ người ta gọi là công chính. Anh ông thêm vào,
Giê-xu lên tiếng. Nhưng chúng ta lại gần họ mà không ghê tởm. Trong khi ở đây, các con cau mày nhăn mặt khi đi qua các con vật. Chúng nó dơ bẩn. Kẻ có tội còn dơ hơn nhiều. Những con vật này làm như vậy, nhưng không phải lỗi của chúng khi chúng làm như vậy. Trái lại, con người chịu trách nhiệm khi ra dơ bẩn sau khi phạm tội. Vậy tại sao chúng ta lại xếp nó vào loại dơ bẩn? Philip hỏi. Một lần, thầy đã nói ám chỉ rồi. Sự xếp loại này có một lý do siêu nhiên và một lý do tự nhiên. Lý do thứ nhất là dạy cho dân được chọn biết sống, luôn luôn hiện diện trong tinh thần được tuyển chọn của mình và phẩm cách con người của mình, ngay trong cả những hành động thông thường như là việc ăn uống. Kẻ mọi rợ ăn tất cả mọi thứ, nó chỉ cần làm đầy bụng. Dân ngoại, dù nó không mọi rợ, cũng ăn hầu như tất cả. Không nghĩ tới là ăn quá mức sẽ khơi động tật xấu và những khuynh hướng làm hại giá con người. Các dân ngoại cả đến tìm cách đạt tới sự cuồng loạn của khoái lạc mà đối với họ hầu như là một tôn giáo. Những người học thức trong các con đều biết những buổi lễ dâm bôn để tôn kính các thần của họ. Những thứ lễ lạy đã hủ biến thành các cuộc hành lạc dâm ô. Còn cái Thiên Chúa phải biết tự kiềm chế và bởi vâng lời khôn ngoan phải hoàn thiện hóa chính mình bằng cách nghĩ tới nguồn gốc và cùng đích của mình là Thiên Chúa và nước trời. Đằng khác, lý do tự nhiên ra lệnh không được kích động máu huyết bởi những đồ ăn gây ra cái đà dẫn tới các đam mê không xứng đáng với con người. Tình yêu dù là về xác thịt cũng không bị cấm, nhưng phải điều hòa nó bằng sự tươi mát của linh hồn luôn luôn hướng về trời. Phải là tình yêu chứ không là tình dục, liên kết người đàn ông với người bạn mà nó nhìn thấy giống nó chứ không phải một giống cái. Nhưng các con vật khốn nạn đâu có tội gì, vì nó là heo hoặc vì những hiệu quả của thịt nó có thể gây ra trong máu. Những kẻ được chỉ định để giữ nó thì càng vô tội hơn. Nếu chúng ngay thật, thì trong đời sống bên kia, chúng sẽ có sự khác nhau nào với nhà luật sĩ cúi mình trên sách vở. Nhưng khốn thay, chẳng học được lòng tốt ở đó. Thật vậy, thầy nói với các con rằng, chúng ta sẽ thấy những người chăn heo trong đám người công chính và các luật sĩ trong đám những kẻ bất chính. Nhưng cái gì bể gãy vậy? Mọi người lánh ra xa sườn núi vì những cục đá và đất đang lăn xuống trên sườn dốc. Họ nhìn rất ngạc nhiên. Đó, đó, đằng kia, hai người đàn ông hoàn toàn trần truồng. Họ đi về phía chúng ta, khua chân múa tay. Những người điên hay những kẻ bị quỷ ám? Giê-xu trả lời cho Iscariot, là người đầu tiên nhìn thấy. Hai người bị ám đi về phía Giê-xu. Chắc họ đã ra khỏi cái hang nào đó trong núi. Họ la hét. Người chạy nhanh hơn, nhào tới phía Giê-xu. Ông ta giống như một con chim lớn trụi lông, vì ông ta phóng nhanh, bơi đi với hai tay như đôi cánh. Hắn phục dưới chân Giê-xu và la. Đó, Ngài ở đây, ông chủ của thế giới. Tôi có gì để làm với Ngài đâu. Giê-xu con Thiên Chúa tối cao, đã đến giờ trừng phạt chúng tôi rồi sao? Tại sao Ngài đến hành hạ chúng tôi trước thời gian? Người bị ám kia, hoặc vì lưỡi nó bị trói, hoặc vì ma quỷ làm nó tê liệt, chỉ nằm xoài úp bụng xuống đất và khóc. Rồi hắn ta ngồi dậy, chơi với những hòn sỏi và đôi chân trần trụi của hắn ta. Ma quỷ tiếp tục nói qua miệng của tên thứ nhất. Hắn ta quằn quại dưới đất trong sự sợ hãi cực điểm.
Anh ta như muốn phản ứng, nhưng anh ta chỉ có thể thờ lại, cùng một lúc bị lôi kéo và bị đẩy lui bởi sức mạnh của Giê-xu. Anh ta kêu, tôi van Ngài, nhân danh Thiên Chúa, hãy ngừng hành hạ tôi, hãy để tôi đi. Ừ, nhìn đi bên ngoài người này, hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này, và hãy nói tên mi. Tên tôi là Đạo Quân, vì chúng tôi rất đông, chúng tôi đã ám họ từ mấy năm nay rồi, và bởi họ, chúng tôi bức đứt dây rợ và xiềng xích. Và không một sức mạnh nào của loài người có thể chống lại. Bởi chúng tôi, họ trở thành sự sợ hãi, và chúng tôi sử dụng họ để người ta nói phạm tới Ngài. Chúng tôi báo thù trên họ, vì Ngài trục xuất chúng tôi. Chúng tôi hạ con người xuống bên dưới hoang thú, để người ta nhạo báng Ngài. Không có chó sói, chó rừng hay linh cẩu, cũng không có diều hâu hay ma cà rồng nào, giống những kẻ chúng tôi chiếm giữ. Nhưng đừng xua đuổi chúng tôi, hỏa ngục quá ghê sợ. Hãy ra, nhân danh Giê-xu, hãy ra. Giê-xu có một giọng như sấm, và mắt người lóe chớp. Ít nhất, hãy để chúng tôi nhập vào bầy heo mà Ngài đã gặp. Hãy đi. Với một tiếng kêu súc vật, ma quỷ ra khỏi hai người khốn nạn và qua cơn gió xoáy làm uốn quành các cây sồi. Tựa như các cây cỏ, chúng đáp xuống trên đàn heo rất đông. Các con vật bắt đầu chạy như những kẻ bị nhập qua các cây sồi. Với những tiếng kêu thực sự ma quỷ, chúng đâm vào nhau và làm cho nhau bị thương, cắn nhau. Và sau cùng lao xuống hồ, vì khi chúng đã chạy lên tới đỉnh bờ biển dốc, chúng chỉ còn cách nhào xuống nước. Trong khi các người chăn hốt hoảng, buồn rầu, la hét sợ hãi, các con vật, hàng nhiều trăm con, với những tiếng động điếc tai, nhào xuống làn nước yên tĩnh, nơi chúng làm ra những xoáy bọt. Chúng ngồi trở lại trên mặt nước, bị nước cuốn đi, quay cuộn, giơ những cái bụng tròn hay cái mũi nhọn của chúng ra, với những con mắt sợ hãi, rồi sau cùng chết đuối. Các mục đồng vừa chạy về thành phố, vừa la hét. Các tông đồ chạy lại nơi tai biến để coi. Các ông trở lại và nói, không còn một con nào sống sót. Thầy đã cho chúng một việc phục vụ thật xấu. Giê-xu bình tĩnh trả lời. Thà 2000 con heo chết, còn hơn một người chết. Hãy cho hai người này đồ mặc. Họ không thể ở như vậy. Giê-lốt mở giỏ và cho họ một trong các áo dài của ông. Tô-ma cho cái thứ hai. Hai người đàn ông còn đang quờ quạng, tự như họ vừa ra khỏi một giấc ngủ nặng nề, đầy ác mộng. Hãy cho họ đồ ăn, để họ lại bắt đầu sống như một người. Trong khi hai người ăn bánh và ô liu mà các ngài đã cho, và uống ở cái bầu nước của Phê-rô, Giê-xu quan sát họ. Sau cùng họ nói, một người hỏi, ông là ai? Giê-xu Nazareth. Chúng tôi không biết Ngài. Người kia nói, tâm hồn các ông biết tôi. Bây giờ hãy đứng dậy và trở về nhà các ông. Chúng tôi đã chịu đựng nhiều lắm, tôi tin vậy. Nhưng tôi không nhớ rõ, ông này là ai? Người mà ma quỷ bắt nói, hỏi, trong khi chỉ vào bạn ông. Tôi không biết. Ông ta ở với ông mà. Anh là ai? Tại sao anh ở đây? Anh ta hỏi bạn anh ta. Người giống như bị câm và trơ trơ nói. Tôi là Demetrius. Nơi đây là Sidon à?
Sidon ở bờ biển cơ ông ạ. Đây là phía bên kia hồ Galilee. Và tại sao tôi ở đây? Không ai trả lời cả. Kìa, người ta đang tới cùng với các người chăn heo. Họ có vẻ hoảng sợ và tò mò. Khi họ thấy hai người bị ám mặc quần áo, họ càng sững sờ hơn. Mấy người chăn heo nói, ông này là Mark Josiah, ông này là con người thương gia nhân ngoại. Ông khách kia là người đã chữa cho họ và đã làm chết heo của chúng ta vì quỷ đã vào trong chúng và làm chúng hoảng hốt. Lạy Chúa, Ngài rất mạnh, chúng tôi nhận ra điều đó, nhưng Ngài đã làm cho chúng tôi quá nhiều thiệt hại, mất nhiều lượng vàng. Chúng tôi xin Ngài đi khỏi đây, để sức mạnh của Ngài không làm sập núi đồi và dìm nó dưới hồ. Đi đi! Ta đi, ta không áp đặt ai cả. Và Giê-xu trở lại con đường người đã đi, không bàn luận. Người bị ám mà ma quỷ làm cho nói, đi theo sau các tông đồ. Ở một khoảng nữa phía sau, nhiều người trong thành phố đi theo để coi xem người có thực sự ra đi không. Họ lại đi theo con đường mòn dốc nhanh để trở lại miệng con suối nhỏ gần chỗ các thuyền đậu. Các dân thành dừng lại ở bờ sông để nhìn người bị ám được giải thoát, xuống thuyền theo sau Giê-xu. Trong các thuyền, các đứa giữ thuyền mất vía. Chúng đã thấy trận mưa heo xuống hồ và còn đang nhìn các xác heo trôi lềnh bềnh, luôn luôn nhiều hơn, luôn luôn chương phình hơn, với những cái bụng căng tròn trong không khí và những cái chân ngắn của chúng cắm chặt, cứng ngắc như những kẻ mộ đạo trên một khối mỡ. Chúng hỏi, có chuyện gì vậy? Chúng ta sẽ kể cho chúng mày. Bây giờ hãy tháo dây cột và đi. Đi đâu đây thầy? Phêrô nói, vào vịnh Tarishe. Người bị ám đã đi theo các vị. Bây giờ ông thấy tất cả đã lên thuyền, liền nói cách năn nỉ, lạy Chúa, xin nhận con đi với Ngài. Không, hãy về nhà ông. Thân nhân ông có quyền giữ ông. Hãy nói với họ những điều cả thể Chúa đã làm cho ông và người đã thương ông thế nào. Cái vùng đó cần đức tin. Hãy đốt lên ngọn lửa của lòng tin bằng sự biết ơn đối với Thiên Chúa. Đi đi, chào. Ít nhất hãy củng cố cho con bằng phúc lành của Ngài, để ma quỷ không bắt con lại nữa. Đừng sợ, nếu ông không muốn, nó sẽ không trở lại. Nhưng ta chúc lành cho ông, hãy đi bình an. Các con thuyền rời xa bờ theo hướng từ đông sang tây. Chỉ khi nó rẽ sóng, nơi đang bập bềnh đầy xác heo, các người thuộc thành phố không muốn có Chúa mới rời bờ sông và đi về. Bàn tay ấy đã cứu chữa bao nhiêu cuộc đời. Người tội lỗi, người khôn khó, tật nguyền khổ đau. Bàn tay cứu Phêrô thoát cơn phong ba hôm nào, vượt niềm tin chết đuối giữa biển nghi. Bàn tay ấy bé tấm bánh chia san tình người, thỏa
cơn đói, thỏa khao khát để người ấm no. Bàn tay ấy giang ra gánh chịu mọi tội tình chúng ta, và từ đó ta được gọi Chúa là Cha. Bàn tay ấy đã cứu chữa bao nhiêu cuộc đời. Người tội lỗi, người khốn khó thật nguyện khổ đau. Bàn tay cứu Phêrô thoát cơn phong ba hôm nào, vực niềm tin chết đuối giữa biển nguy nan. Chia san tình người, thỏa cơn đói, thỏa khao khát để người ấm no. Bàn tay ấy giang ra gánh chịu mọi tội tình chúng ta, và từ đó ta được gọi Chúa là Cha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.